Thực hiện nghị quyết 119 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận và huyện Hoàng Sa. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến dự. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có các quyết định bổ nhiệm ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hồ Thuyên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê. Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Ông Hồ Văn Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ. Ông Nguyễn Hòa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Ông Hoàng Sơn Trà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà. Ông Võ Ngọc Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có các quyết định bổ nhiệm các ông bà Phan Thị Thắng Lợi, Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu. Trần Tường Vân, Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê. Nguyễn Hữu Thiết, Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Đinh Thanh, Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ. Mai Niên, Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Nguyễn Thành Nam, Hoàng Công Thanh, Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà. Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các ông bà được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận và huyện Hoàng Sa, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, quản lý điều hành theo nguyên tắc thủ trưởng, nhưng đồng thời theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi hỏi đặt ra là phải thay đổi về mặt tư duy, phương pháp, cách thức làm việc, trách nhiệm hơn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn các quận sớm ban hành quy chế làm việc theo quy định của Nghị định 34 của Chính phủ để sớm ổn định bộ máy đi vào hoạt động, với quyết tâm mới hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra.